cái cuộc sống mình ngắn ngủi, cho nên là đêm không có đốt thuốc, thức thì ông tận hưởng cái thời gian sống. Nè, thì cái quan niệm hồi xưa đó là ta cứ thế thôi. Nhưng mà những người mà theo sao á, khi đọc được những cái bộ truyện, những lý tưởng đó, thì phải làm lại những mặt trước đó, những mặt trước đó thật là tai hại. Và tôi là những người trong cái những sự mặt trước tai hại đó. Và tôi không ngủ, tôi ngồi tôi đọc sách. Và tôi biện minh cái chuyện là thời gian mình sống ngắn quá, bây giờ mình phải tập trung làm việc. Chứ để đi mình chết rồi thôi là không có gì hết. Nhưng mà tôi biết là mình tàn phá sức khỏe của mình một cách là cố to ra bằng một cái tiếp mà kêu bằng rỗn đời của thằng cha nhà văn Tàu đó để cho mình bị tổn thương rất là nhiều. Sau này là từ khi mà viên trường đá bây giờ tôi mới tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ là gì? Tức là tôi có những cái mục đích là ngon lành. Và sau đó tôi tìm hiểu ra lại tôi mới thấy rằng cái giấc ngủ là cái điều cực kỳ quan trọng. Nó tái cấu trúc lại, nó toàn bộ cái bộ não mình. Không phải gì về chất không, mà cả về mặt tinh thần. Cái điều đó cực kỳ quan trọng. Cho nên cái một cái lý thuyết đó, mà có người nào mà đi trước đó, mà thực hiện mà đúng, mà có cơ sở học đàng hoàng ấy, là những người đi sau ấy, là có phúc. Còn nếu như mà mình cứ nhảm nhí thì chết. Mình không có đời mình. Cũng như tôi nghe có một vài anh em học ở đây rồi, nhưng mà họ không chuyên tâm, họ không đi sâu, họ không làm. Họ lại nghe một cái giờ cũng phán rồi, cũng nghe thấy. Họ cũng hò theo làm nữa, họ chạy lại đến đó. Rồi những cái đó làm cho họ đi theo một con đường mơ mơ hồ hồ. Thì cái đó cực kỳ nguy hiểm. Cái đó để nói với người đường xếp. Bản thân tôi bây giờ là tuổi bắt đầu là xế chiều rồi, là hiểu được cái điều này rồi. Thì cũng vẫn còn kịp chứ chưa đến đâu, vì muốn tầm trăm hai mươi tuổi, cho nên cái tuổi này chỉ mới là tuổi trẻ. Trở lại cái vấn đề bóng đèn, thì trong cái cuộc đời mình ai cũng vậy, một hay là cũng bị bóng đèn, cũng một thở cũng đủ thứ. Và tôi là người bị rất nhiều, và tôi không hề biết tại sao mà vậy mà không có cách giải quyết. Nhiều khi bị bóng đèn thì mình lão ớ này, mọi người những đi xung quanh mình đây mình muốn hét thật lớn để cho mọi người biết mình, nhưng mà không ai để ý vì cái tiếng hét của mình chỉ trong cái phần của cái bộ não. Nhưng mình biết, mình vẫn biết mọi người xung quanh mình cũng có những cái kinh khủng khiếp lắm, tôi nói là. Và tôi biết ở đây nhiều người người ta bị vấn đề gì cũng tôi bị rất nhiều. Thì ra là sau khi mà mấy năm về đây mà khi nghiên cứu này tôi mới thấy là mình bị vấn đề là do hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất ấy, là não thiếu oxy, điều đó rõ ràng. Là nó điều là do ảnh hưởng cái cũ đấy. Nếu mà não mà đầy đủ oxy không bị ổn cũ. Cái đó là cái quan trọng nhất. Cái thứ hai là thân nhiệt. Thân nhiệt thấp hơn bình thường. Tức là nhiệt độ mình 37 độ rưỡi. Nhưng mà cái nhiệt độ mà dưới 37 độ rưỡi, 36 độ, 36 độ rưỡi thì nó sẽ hiện lên. Sợ lạnh, mệt mỏi. Tất nhiên điều đó là bị niệm hay. Từ khi mà tôi chọn não rồi mà tôi không rời nó là gì? Nó làm cho cái thân nhiệt tăng lên, cơ thể mình ấm áp, giấc ngủ mình ngon hơn. Và tới bây giờ mình mới biết quý trọng giấc ngủ là gì. Mình biết quý trọng giấc ngủ là gì bởi vì sao một giấc ngủ thật ngon ấy, mình thức dậy với một cái cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh và ứng phó yêu đời. Tôi nói về để cho những người đã ăn trộm đá rồi hiểu được cái cảm giác đó. Người nào chưa có làm tới mức độ gọi là trình độ mà lên đó thì chưa hiểu đâu, cần phải có thời gian kiểm nghiệm. Trở lại vấn đề mà bao nhiêu năm tôi đang trả lời mà bữa nay thì cái con số vậy đó. Trong đời tôi ngoài cái chuyện vấn đề còn một cái chuyện nữa mà khủng khiếp, gọi là khủng khiếp, và nó trở thành một cái ám ảnh kinh hoàng, đó là khi ngủ đang ngủ
mình thấy như là thật là bi thiết. Không biết mọi người sao tôi sợ đi. Cái khi mình tỉnh dậy mình mới biết là không phải cái này là mơ thôi chứ quên đi. Nó sợ tới mức độ vậy. Mà nó bị ám ảnh suốt đời. Hồi xưa tại vì học tiểu học mà lên trung học rồi mới đi. Rồi trên trung học rồi trung học để di cấp rồi đi học đi di cấp. Vì thi đi cũng đề 1, cũng đề 2. Thành ra là những cái cuộc thi là những cái gì đó mà kinh khủng trong cái cuộc đời. Mà nó ám ảnh cho tới tuổi mà 60 tuổi. Cái thứ hai là mất ví. Mất vốn. Và tại sao vậy? Thương thủ tự nhiên nó mất mẹ mất ví rồi. Thấy không? Hoặc là cái balo, cái video nhát balo thì nó thấm mắt mất hết balo rồi. Tính như thế là sinh hè rồi. May quá. Chỉ là mình mơ. Mình chưa nói tới chuyện mất xe. Tức là những cái mơ khủng khiếp vô cùng. Nhưng mà thực ra là những cái mơ nó xuất hiện bị nằm trong tiềm thức mình. Trong tiềm thức nó gây một sự sợ hãi cho mình về mặt tinh thần. Mà khủng hoảng ghê lắm nha, đừng có đùa nhé. Tôi nói đây mọi người ai cũng giấu giếm cái tâm tư tình cảm mình với tôi không giấu đó. Tôi muốn nói lên để cho mọi người thấy giá trị của việc trường đá. Ba năm nay tôi hoàn toàn mất hết những cái gì nữa. Và cuộc đời tôi bây giờ hạnh phúc vô cùng mỗi khi tôi tỉnh dậy. Bây giờ tôi ngủ, sau một giấc ngủ để tôi dậy tôi thấy hạnh phúc lắm. Tôi thấy khỏe lắm, chứ không mệt mỏi mà đau đớn. Còn là phiền muộn như ngày xưa, tiêu diệt ngày xưa. Đó là một cái thông điệp mà tôi muốn nhắn nhủ đến mọi người. Hãy chờ mình đã đi. Để rồi sáng thức dậy, đời mình nở hoa. Cái chuyện mà sống 120 tuổi thì con cũng từ từ mình còn chờ tới lâu lắm. Nhưng mà trước mắt rồi sức khỏe mình tốt, mình ngủ tốt, ăn tốt, tiêu hóa tốt và cuộc sống của mình mỗi ngày tốt hơn. Cái điều mà cuối cùng ấy là tôi nói mọi người cứ ghi nhận cái điều này hay là vài tháng, vài năm mình kiểm tra một lần lại trên cái cơ thể mình. Những cái gì mà nó đeo đuổi mình từ trước cái nay nó biến mất. Tôi còn nhớ hoài cái kỷ niệm mà hôm xưa tôi gặp em không biết có cái hiện tượng đó chưa. Là tôi đi rất chậm. Mà tôi, hồi xưa là tôi bé hơn bây giờ. Chính xác. Và cái mặt tôi nó sệt xuống. Hồi xưa mà tôi đi á, cái này mà tôi đi qua đây tôi nhìn em tôi phải đi rất là chậm. Đừng nói tôi lắc người được thế. Hồi xưa mà thì lắc như thế. Không có dám mà nhúc nhích cái người thể hại vậy. Mà càng nặng nề lá phổi. Cho nên á là cái phương thuốc thần tiên mà con không biết bao nhiêu là mình có rồi, mình bỏ lại cái hậu. Mọi người cứ chạy đi theo mà đi tiến thuốc chứ mà trường sinh ở đâu rồi. Đừng có bao giờ bỏ một số tiền quá lớn để mà đánh đổi những cái thuốc mà mình không biết tương lai nó sẽ đi về đâu. Tôi có cái ông bạn một tháng không tốn, một cái tháng không tốn 1.200 tới 1.500 tương lai để mua cái thuốc trường sinh mà tôi Mỹ nó bán mà không có hiệu quả gì nữa. Mà Mỹ là tôi nó cũng là người ghê lắm đấy. Nhưng mà khi mà ông chồng đã xong bây giờ ông bỏ hết, bỏ tất cả những thuốc đó. Bởi vì chính cái cách làm nóng gan làm cho thân nhiệt tăng lên, làm cho cái cơ thể mình ấm áp lại, làm cho chất của mình sâu hơn, làm cho mình ăn uống ngon lành hơn và tiêu hóa tốt hơn. Cái đó chính là thuốc trường sinh. Một lần nữa hy vọng rằng mọi người học tìm hiểu nó, biết nó, áp dụng nó và đem cứu đời. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Địa chỉ liên hệ:
Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.